Hay, trung thu này biết tặng quà gì đây? Hãy cùng góc gỡ ẩm thực Vũ Dino tạo ra một món quà vạn người mê. Từ loại bột mì cao cấp nhất Ấn Độ kết hợp cùng mật hoa Úc đại đời, hòa quyện tạo nên lớp vỏ bánh mềm mịn. Giống lợn tí hon Iberico được massage mỗi ngày trước khi thanh thản tiến tặng 100 gram mỡ. Trộn đều các nguyên liệu cực phẩm tạo ra lớp nhân ngon khó cưỡng. Loài vịt thiên áp mỗi năm chỉ đẻ một quả trứng rồi đem ngâm trong nước muối biển chết 7749 ngày, ra lòng đỏ trông như khối hổ phách. Khuôn gỗ đúc từ cây tùng trăm tuổi mang tới hình hài hoàn mỹ. Đấy rồi, món quà tuyệt vời. Sao phải khổ, trung thu này đã có thẻ quà tặng VinID Gift Card trang trọng tinh tế. VinID Gift Card, món quà từ tâm, người tặng xứng tâm.